Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội, ngày càng manh động, tinh vi. Đa số các đối tượng vi phạm pháp luật đều bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, sống lang thang, không nghề nghiệp, dẫn đến sa ngã phạm tội. Những tên cướp nhí, mặt búng giả sữa, sẵn sàng vác mã tấu đi ăn cướp bất cứ ai chỉ để kiếm vài đồng uống cà phê. Khi bị bắt thì lại nức nở khóc lóc nhớ cha mẹ. Cuối tháng 8 năm 2014, Công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn trình báo của chị Cao Thị Thảo, sinh năm 1994, về việc bị cướp xe và tài sản. Theo lời khai của chị Thảo, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 25 tháng 8, chị đang điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius lưu thông trên đường Bưng Ông Thoàn thuộc phường Tăng Nhơn, Phú B, quận 9. Đi qua đoạn đường tối và vắng vẻ thì có một nam thanh niên đứng ra chặn xe. Người này cho biết xe anh bị hết xăng, không di chuyển được nên muốn xin chị ít xăng để chạy đến cây xăng gần nhất. Cô gái trẻ còn đang lưỡng lự, chưa biết nên giúp hay không thì từ trong bụi rậm gần đó, ba thanh niên vác mã tấu lao ra. Quá kinh hãi, nạn nhân la lớn, bị một tên xông vào bịt miệng, gằn giọng là tao giết. Thân gái đường vắng gặp nhóm cướp có vũ khí, để bảo toàn tính mạng, cô gái đành ngoan ngoãn giao xe. Trước khi bỏ đi, những đối tượng trên còn lục cặp của nạn nhân, lấy đi một chiếc điện thoại, một chiếc ví rồi tẩu thoát. Trong khi cảnh sát đang truy tìm băng cướp táo tợn, thì ngày 2 tháng 9 lại nhận được tin báo về một vụ cướp ở cùng phường Tăng Nhơn, Phú B. Nạn nhân là anh Lê Hoàng Tùng, sinh năm 1993, quê ở Bình Định. Khoảng 22 giờ 10 phút, nghỉ lễ ngày Quốc Khánh, anh đi chơi với bạn gái trong khu vực chùa Thanh Long thì bị hai thanh niên dùng mã tấu tới uy hiếp, khống chế, ép phải đi sâu vào nghĩa địa gần đó. Chúng lục soát người anh Tùng, lấy đi một chiếc điện thoại di động, 300.000 đồng và một chiếc xe Segway. Từ lời khai của các nạn nhân, cảnh sát nhận thấy thủ đoạn và hành vi nhận dạng của các đối tượng này có nhiều điểm giống nhau, có thể do cùng một nhóm cướp gây nên. Bằng cướp khoảng từ 5 đến 6 tên, dáng người thấp nhỏ, cùng giọng nói miền Nam, tuổi đời chỉ khoảng từ 18 đến 20 tuổi. Trong khi chưa xác định được manh mối nhóm cướp, thì sáng ngày 5 tháng 9, chủ tiệm rửa xe tại cây xăng Ngô Quyền, đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, trình báo đêm hôm trước, cửa hàng đã bị cưa đứt hàng rào sắt, lấy đi hai chiếc xe máy. Rà soát, xác minh địa bàn, thấy nổi lên hai nghi phạm Trương Văn Nhắc, sinh năm 1996, quê ở Hậu Giang, và Nguyễn Văn Kiệt, sinh năm 1992, quê ở Bạc Liêu. Cảnh sát triệu tập lấy lời khai, chúng khai nhận mình đã gây ra vụ cướp và trước đó là những vụ cướp táo tợn. Trong vụ trộm, chúng khai khoảng 23 giờ đêm ngày 4 tháng 9, cùng một đối tượng tên Khanh, chưa rõ lai lịch, ngồi uống cà phê trên địa bàn quận 9. Khanh rủ Nhắc và Kiệt đi trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Khanh mang theo chiếc cưa sắt, cả ba chạy lòng vòng quanh các ngã đường, quan sát các gia đình nào có sơ hở. Khi đến tiệm rửa xe tại cây xăng Ngô Quyền, phát hiện có hai chiếc xe máy để gần hàng rào sắt. Chúng lại hàng rào, lấy đi hai chiếc xe, mang xuống Đồng Nai. Sau khi trộm thành công, Nhắc và Kiệt được tên kia cho 300 ngàn để đi xe buýt về. Hẹn khi nào bán được chiến lợi phẩm, sẽ về chia tiền. Từ lời khai trên của hai tên, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Trương Hữu Vinh, sinh năm 1997, quê ở Đồng Tháp, Châu Hoàng Anh, sinh năm 1999, ngụ tại quận 9. Sau khi biết tin đồng bọn bị bắt, ngày 9 tháng 9, Võ Thành Nam, sinh năm 1999, ngụ tại quận 9, cũng ra đầu thú. Riêng đối tượng cầm đầu băng nhóm này là Khang, sinh năm 1994, thì hiện đã bỏ trốn. Trong trại giam, Nguyễn Văn Kiệt mặt luôn cúi gằm, nhưng trả lời rất lưu loát các câu hỏi. Cậu thanh niên người Hậu Giang chỉ học hết lớp 5, năm 18 tuổi, từ quê lên Sài Gòn kiếm ăn. Chữ nghĩa chỉ thuộc dạng biết đọc, biết viết, nên Kiệt chỉ xin được những việc như coi xe, rửa chén trong các quán cơm, quán cà phê. Mỗi tháng lĩnh lương về, đóng tiền nhà, tiền trọ, tiền ăn là hết. Gần đây, Kiệt không xin được việc, nhiều thời gian rảnh, quen biết Khang, được rủ đi trộm cướp để lấy tiền tiêu xài. Kiệt kể, vụ cướp đầu tiên được Khang giao cho nhiệm vụ núp trong bụi rậm. Sau khi Khang chặn xe cô gái, thì Kiệt cùng đồng bọn vác mã tấu xông ra uy hiếp. Chiếc xe chiến lợi phẩm bán được 2,5 triệu đồng, chia 5 tên,
mỗi người được 500.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó không thấm vào đâu. 7 ngày sau, Kiệt lại cùng tên Khanh và Nhắt đi trộm được 2 chiếc xe máy. Tuy nhiên chưa bán được nên chưa có tiền chia. Ngày hôm sau hết tiền, Kiệt phải đi vay tiền mua cơm. Ngày 8 tháng 9, khi chúng đang nằm nhịn đói ở nhà, chờ Chiến Hữu bán xe mang tiền về thì công an mời lên làm việc. Một trong hai đối tượng nhỏ tuổi nhất, Châu Hoàng Anh, mới 14 tuổi, dáng người lắt chắt, gương mặt non trẻ của cậu học sinh cấp 2, run cầm cập mỗi khi nhìn thấy sắc phục công an. Đối tượng lắp bắp, ba còn bị bệnh chết sớm, mẹ đi làm giúp việc, còn con đi rửa chén cho người ta, ngày được 50.000 đồng. Nghe các anh nói, bị cướp có nhiều tiền, còn tham gia được một vụ, chưa được chia tiền thì bị bắt. Nhắc đến mẹ, đối tượng lại thút thít, con nhớ mẹ lắm, mẹ hãy tha lỗi cho con. Đối tượng Kiệt khi nhắc đến ba mẹ dưới quê cũng rơi rớt nước mắt. Ba mẹ em ở quê có lẽ chưa biết, em muốn nhắn đến ba mẹ. Khi cha mẹ biết chuyện thì đừng bỏ rơi con sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Hành trình truy bắt băng cướp nhí gây ra hàng chục vụ cướp tài sản. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tin từ Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ xử lý một băng cướp nhí chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, Công an huyện Dầu Tiếng nhận được thông tin trình báo tố giác tội phạm của người dân về việc bị một nhóm đối tượng là nam thanh niên áp sát cướp giật tài sản. Điển hình là vào ngày 25 tháng 3, anh Nguyễn Thanh Tê điều khiển xe máy chở vợ mình bị cạo mủ cao su. Khi lưu thông trên đoạn đường thuộc ấp Hàng Nù, xã An Lập, anh Tê bị 4 đối tượng điều khiển xe mô tô rồi dùng nón bảo hiểm tấn công. Sau đó, dùng một vật giống như súng uy hiếp cướp tài sản là một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung A02 màu đen. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đội nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với hai bị hại, nhân chứng và trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường để truy xét đối tượng nghi vấn. Qua lời khai của nạn nhân, nhóm đối tượng này có tuổi đời khoảng 20-30 tuổi, nói giọng miền Nam, đi xe máy với tốc độ rất nhanh. Đặc biệt, khi tiếp cận để cướp thì rất hung hãn, quyết liệt. Trong quá trình điều tra, công an cũng nhận được thông tin trên địa bàn huyện Dầu Tiếng xảy ra 3 vụ cướp. Ngoài ra, tại xã An Điền, thị xã Bến Cát cũng xảy ra 4 vụ. Tất cả nạn nhân trình báo về các đối tượng cướp giật đều có nhận dạng giống như nhóm cướp đã cướp của anh Tê và chúng thường hành động lúc trời tối hoặc rạng sáng. Qua những thông tin trình báo lên, Công an huyện Dầu Tiếng bước đầu xác định các vụ cướp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát có thể cùng liên quan đến một nhóm đối tượng. Bản lãnh đạo Công an huyện lập chuyên án để đấu tranh, sớm tìm ra băng cướp trên. Từ nhiều bằng chứng, tài liệu thu thập được, Công an huyện Dầu Tiếng huy động lực lượng, chia thành nhiều tổ, tiến hành khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng có đặc điểm nhận dạng và đặc điểm phương tiện như bị hại miêu tả. Qua quá trình xác minh, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn trên địa bàn xã An Lập, huyện Dầu Tiếng và xã An Điền, thị xã Bến Cát, nổi lên nhóm đối tượng gồm Đinh Trương Tú, sinh năm 2004, Nguyễn Thanh Bằng, sinh năm 2006, Nguyễn Quang Vũ, sinh năm 2004, Ngô Hoàng Diện, sinh năm 2002 và đối tượng Nguyễn Văn Luận, sinh năm 2000. Có biểu hiện sử dụng ma túy, không có việc làm, hiện đang sử dụng một xe mô tô hiệu Sirius màu đỏ đen và một xe mô tô hiệu Satria màu đỏ đen. Tập trung điều tra xác minh hành tung từng đối tượng, công an phát hiện vào ngày 25 tháng 3, Út có đến một tiệm cầm đồ để cầm một chiếc điện thoại. Các mũi trinh sát đã được cắt cử theo dõi Út. Vào tối cùng ngày, trinh sát phát hiện Vũ và Út đang lưu thông trên đoạn đường thuộc ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện, Út mang theo một viên nhận cầm đồ là chiếc điện thoại di động hiệu Samsung A02 màu đen. Các đối tượng còn khai vào thời điểm trên, Ngô Hoàng Diện, Nguyễn Thanh Bằng mang theo bật lửa có dạng hình súng và dao Thái Lan đến nhà bạn tại xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để cướp tài sản. Trong khi đó, Nguyễn Văn Luận đang ở phòng trọ. Ngay lập tức, các trinh sát tổ chức khám xét khẩn cấp phòng trọ
và thu giữ vật chứng là quần áo, mũ bảo hiểm của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đồng thời, thu giữ một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung A02 màu đen là vật chứng vụ án tại tiệm cầm đồ trên địa bàn ấp Tân Lập, xã An Viên, thị xã Bến Cát. Qua quá trình đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định Vinh Trường Tú là người phân công nhiệm vụ cho 4 thanh niên còn lại, bao gồm Nguyễn Thanh Bằng, Nguyễn Quang Vũ, Ngô Hoàng Diện và Nguyễn Văn Luận. Nhóm này sau khi bàn bạc sẽ chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường ít người qua lại, tìm người có tài sản để đeo bám và đe dọa cướp tài sản. Trong nhiều trường hợp, bọn chúng còn sử dụng hung khí như dao, hộp quẹt chống súng nhằm uy hiếp nạn nhân để cướp điện thoại, túi sách, nữ trang và tiền. Tài sản cướp được sẽ mang đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.